mì gì vậy? Dạ em chào anh, em chào quý cô chú anh chị trên kênh LTK. Chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị đã ủng hộ em cháu mình trong những clip vừa qua. Ngày hôm nay em cháu mình được một số cây kiểng thành phẩm và một số cây phôi vào giao lưu của chú anh chị mình. Thì mặt hàng hôm nay em cháu mình lên là linh sam và kim quýt cần thăng với được mấy cây chiếu thủy nhỏ nhỏ còn gọn hay cô chú anh chị. Và cũng còn lại một số cây cũ thì giá cả nó chưa có hợp lệ, hôm nay em cháu mình chưa có ra đi được ha. Thì mong là clip này cô chú anh chị sẽ ủng hộ em cháu mình nhiệt tình để em cháu mình có động lực làm những video tiếp theo. Và cũng không làm mất thời gian quý cô chú anh chị mà em cháu mình xin mạn phép lên cây số 1. Cây này thì em mới đi lại nước dây. Hai thằng này nó quyện nhau rất là khéo ha cô chú anh chị. Linh Sam Song Hin. Cây này mình về mình thay chậu được ha cô chú anh chị. À, khi mà em cháu mình đóng cây cho cô chú anh chị mình, em cháu mình vẫn xếp cái chậu này luôn. Rồi vậy cô chú anh chị mình thích thì chậu này mình để cũng được hay là mình thay cũng được ha. Mã số 1. Tán em đo được là 70. Chiều cao em đo là 69-70. Tại vị trí này em chấm nó được là 26. Mình hậu dòng đế theo của chính trị. Đế nó là 79. Hiện tại cái nằm chậu lọt lòng là 40. Mã số 1 xin mạn phép vô lưu của chú anh chị là 3.500.000. Cái này em đóng thùng mớp cho cô chú anh chị ha. Dạ rồi em cháu mình xin phép đổi cây luôn ạ. Thì em sẽ lên những cái thành phẩm trước cho cô chú anh chị mình ha. Bừng hả. Mã số 2 là một cây kim quýt. Cây này quýnh phơm cây bài hay cô chú anh chị. 1, 2, 3 nón hay cô chú anh chị. 1, 2, 3, 4 nón chụp. Cây này thì kim quýt thì thường mình không có sợ thẹo và mặt cắt hay cô chú anh chị. Nó không bao giờ nó mục được hay cô chú anh chị. Đây, mặt cắt ngày xưa tới giờ nè. Cứng như đá, không bọng, không mục hay cô chú anh chị. Cây này nó cũng có duyên lắm hay cô chú anh chị. Chiều cao em cháu mình đo được là nó 40. Cây này xương dâm rất là đẹp ha. Tán ngang của nó là 55. Quỳnh thanh trên này là nó 15. Cổ đế là 19. Thốt thăng nó là 19-20 ạ. Xương dâm rất đẹp ha cô chú anh chị. Độ già của cây ha. Thì kim quýt này của chú anh chị cứ yên tâm, nó không có hàng công nghiệp đâu. Mã số 2 xin giao lưu của chú anh chị là 4.200.000. Em cháu mình bao phí ship cho quý cô chú anh chị mình là toàn quốc luôn ạ. À. Số điện thoại giao lưu của em cháu mình là 0903 433 949. Và đó cũng là số Zalo. Em cháu mình xin phép đổi cây luôn ạ. À. Mã số 3 cũng là một cây kim quýt hả cô chú anh chị. Hàng này hàng quái hả cô chú anh chị. À, về thì em vô thùng mấp cả chậu cho cô chú anh chị luôn. Hôm bữa sữa nó cực khổ lắm cô chú anh chị. Về cô chú anh chị mình để cái này nè. Lên chụp cái nón nó là ok ha. Cây này thì nó hai cây nhưng mà nó dính ổng. Ông đó ông làm sao mà hai cây nó nằm sát nhau thì rất là lâu đời ha cô chú anh chị. À, nó cũng rất là khéo ha, nó liền luôn rồi nè. Bộ đế này về mình gáp tháp hay gáp này kia đồ vô ha cô chú anh chị. Với lại ông cũng cắt giật một hai nhát nè. Nhìn cây nó rất là lực ha cô chú anh chị. Chiều cao tháng mặt bầu em đo được là 60. Tán em đo được là 54.
Rồi cái này không biết đường đo hoành luôn. Đây đi. Đây là 12 hay cô chú anh chị. Nhưng mà nói về mấy cái này nó quái quái dữ lắm hay cô chú anh chị. Thì cái bút lông em để vô cho cô chú anh chị mình nhìn dễ tham khảo hơn ha. Mã số 3 giao lưu cô chú anh chị là 3 triệu 500 ngàn. Bao chậu cho quý cô chú anh chị mình không ạ? Kim quýt hay cô chú anh chị? Dạ rồi, em cháu mình xin phép đổi cây luôn ạ. Kế tiếp là mã số 4. Cây này cũng vẫn là kim quýt hay cô chú anh chị? Cây này thì em cháu mình cũng xin nói trước luôn là cái giá nó hơi cao. Tại vì em mua giá nó cao lắm hay cô chú anh chị? Nó là một con quái thú ha, mà cắt nó còn có chút ác trên này nè cô chú anh chị. Nằm chậu em cháu mình bao cô chú anh chị nằm chậu trên 10 năm. Hàng này hàng sưu tầm hết cô chú anh chị. Về nếu mà cô chú anh chị mình muốn giữ nữa thì cô chú anh chị mình lạng nước dây nữa thì nhìn nó rất là ghê. Còn nếu không thì mình để gì mình tỉa mình chơi thôi. Cây đang cho ngoài cho trái rất là sung hết cô chú anh chị. Tắt gông này lên nữa nè. Mình về mình thích để chậu này mình để, không thích thì mình sang chậu hết cô chú anh chị. Rồi mình xin thông số. Chủ nhà ta chia sẻ cây này là gần 20 năm hết cô chú anh chị. 8 ngàn là chẳng tròn là 50 luôn ạ. Chiều cao là 35. Nằm chậu ngang là lọt lòng là 23. Chiều dài là 33. Mã số 4 xin giao lưu quý cô chú anh chị là 7 triệu ạ. Đây có giá sẵn hay cô chú anh chị? Thì giá em mua nó cũng gác lắm, nên quý cô chú anh chị mình cũng thông cảm cho em cháu mình ở điểm đó. Tại cây này nó đặt nghệ thuật rất là nhiều hay cô chú anh chị. Dạ rồi, em cháu mình xin phép đổi cây luôn ạ. Kế tiếp là mã số 5, cũng là một cây kim quýt hay cô chú anh chị. Cây này thì dàn xương ok cô chú anh chị. Nói chung là kim quýt bên em là dàn xương em lựa nó kín và nó cũng khá lực cho cô chú anh chị mình dễ chơi ha. Cây này thẹo nữa là gần clip hết rồi. Cây này cây trực ha cô chú anh chị. Đây rồi, em xin thông số mã số 5. Chiều cao em đo được là 62. Cái này mấy cây này không có thẹo gì nhiều hết cô chú anh chị. Hoành thân tại vị trí này em cháu đo được là 18. Dạ thoát thân là 30. Nằm chậu lọt lòng là 37 ạ. Rất là có duyên ạ. Mã số 5 xin giao lưu cô chú anh chị là 5 triệu 300 ngàn ạ. Mấy cây này đóng thùng không hả cô chú anh chị? Dạ rồi, em cháu mình xin phép đổi cây luôn ạ. Dạ, kế tiếp là mã số 6 ạ. Này kim quýt phôi hay có chính gì? Cái này nó có mặt cắt ngày xưa người ta cắt nè. Nhưng mà nó thì bao rồi cô chính chị. Nói về nó là bao bọng, bao mục, bao bể rồi. Mấy hàng này hàng xưa không ha. Phơm cây này nữa về cô chú anh chị mình đạp ra mình chơi ha. Em bắt chiều cao từ đây tới đây là 36. Hoành thân lớn là nó 21. Hang này nó liền nhau hết cô chú anh chị.
Đó, tổng như vậy là 36. Để nôm xuống đây là nó 23. Tổng đế nó là 90. Mã số 6 xin giao lưu với cô chú anh chị là 1.600.000. Mấy cái này mình nuôi về mà nó khi mà nó thành cây, nó thành cây quái dữ lắm hay cô chú anh chị. Dạ rồi, em cháu mình xin phép đổi cây luôn ạ. Dạ. Kế tiếp mã số 7 là cây trung nu ạ. Cây trung nu này thì có ông anh ông nuôi cũng được tay 1, tay 2, tay 3 của chúng chị. À, cái ngọn luôn nè, cái thẹo này còn chút ác nè. Cái này không phải là phù mà nó đang lên nu hả cô chú anh chị. Nó đang lên nu. Trung nu bên em bán là bao hả cô chú anh chị. Hàng em, hàng em chọn cho cô chú anh chị mình hàng già mình chơi ha. Chiều cao là 32. Quanh ở đây là 24. Cũ cái này nó là 37 à. Em cũng không biết đế đóng đằng sau luôn, em không dám làm ha. Về cô chú anh chị mình làm ha. Nè, cành đế nó có sẵn hết nè. Ừ, về mình ấy ra mình chơi. Về mình làm ra. Mã số 7. Từ tay 1. Nó ra đây là nó 37 à. Dạ, mã số 7 vô của chú anh chị là 2.900.000 à. Tay gớt cũng gắt khéo hả cô chú anh chị. Đen thui luôn ha. Trung nu lá nhỏ nha cô chú anh chị. Chứ nhiều khi cô chú anh chị mình thấy gì tưởng đâu mai chứ thủy lá lớn á. Dạ rồi, em cháu mình xin phép đổi cây ạ. Cây này cây trà phúc kiến nha cô chú anh chị. Phong cách này cũng phong cách lạ lạ nè, em thấy dáng lạ lạ em bẻ gì luôn ha. Cái này khi em quay xong rồi em kêu mấy ông anh em vệ sinh ha cô chú anh chị. Hôm qua em làm xong em chưa vệ sinh ha. Lấy bằng chải sạc đồ nó ra cho nó đi cái lá nó mới lại. Mã số 8. Trà phúc kiến. Bùm sụm trà phúc kiến ha. Từ đây ra đây em đo được là 40. Đây lên đây là em đo được 25. Cái chậu cao là 24. À, cái này họ nó vô xì dừa là ha. Khi mà em bán được em cũng úp xì dừa vô cho cô chú anh chị mình luôn. À, cây trà phúc kiến này giao lưu cô chú anh chị là 1.500.000. Cây này nó em vẽ dáng nó cũng là lạ ha cô chú anh chị. Nó tạc về bên một mà. Dạ rồi, em cháu mình xin phép đổi cây luôn ạ. Dạ, cái tiếp là mã số 9 á. Số 9 là cây cần thăng hay cô chú anh chị. Cần cù chịu khó siêng năng. Đó, cần thăng này thì cũng anh đang nuôi ha. Đó cây bự ông anh tán lùng xuống cô chú anh chị. Cần thăng mà cây này nó khá là lớn á. Em thấy nó có chi em về em lạng ra để bỏ nó ủng hay cô chú anh chị. Hay chưa gửi nó màu lớn lắm. Cô chú anh chị mình về sắp sắp mấy con rễ này qua đây nè. Rồi mình trồng mình lắp tới đây đi. Sau này là nó nguyên cục rễ bự lắm. Bao cho cô chú anh chị mình là cây vườn ha. Thẹo thì nó thẹo nhỏ không à. Nó cũng gần liền rồi cô chú anh chị. Cái bay ha, mặt tiền mình bắt bên đây đi. Mới vô về hôm qua luôn. Đây em đo được là 60 ạ. Từ cái này ngọn này xuống đó là 60. Đây tới mặt bầu em đo được là 55. Nếu mà mình về mình trồng lấy ngay đây là 40 là vừa hay cô chú anh chị. Cho là hồi cũ lên. Quanh thân ngay đây em đo được là 46. Mã số 9 cho lô cô chú anh chị là 4.800.000. Này đo cái cần bay đây. Cần bay nó cũng lắc léo dữ lắm hay cô chú anh chị.
Dạ ngay cần bay của nó là nó 20 ạ. Dạ rồi em chấm xin phép đổi cây luôn ạ. Rồi cái này em bán cặp cho cô chú anh chị luôn nè. À, cái mã số 10, cặp mã số 10. Tính tách lẻ mà thôi đi bán cặp cho cô chú anh chị luôn. Cây này cây trà hú kiến ha. Cây này cây trung nu. Nửa giờ mình làm đang cụm ha, trên này mình luống đang cụm với đang cụm nữa. Cây trung nu nó cũng khá quái nha. Một cây trà hú kiến này nó có cái củ nè. Cái củ đi, cây trà trung nu này là nó 26 ạ. Chiều cao 32. Bên đây chiều cao là 29. Cái cũ này là 23. Cặp mã số 10 này em xin giao lưu với cô chú anh chị là 600 ngàn. Một cây trà phúc kiến và một cây trung nu hết cô chú anh chị. Mấy cái này vô chậu nhỏ nhỏ mình chơi đến bàn thấy có duyên lắm. Hồi em xử lý mấy cái này chắc keo luôn. Vậy rồi em cháu mình xin phép đổi cây luôn ạ. Ừ, quên bỏ lên nè. Ok, cứ vậy ha. Bên xuống cây anh lên cây ha. Dạ, kế tiếp là mã số 11, một cây mai chiếu thủy da đen lá lớn. Đó, cây này cây tàn này em cắt xuống nè cô chú anh chị. Cắt xuống thì nó rớt tiền nhưng mà đừng cái nó lật cây để cô chú anh chị mình khỏi phân vân ha. Trời muốn chuyển mưa nên em quay nhanh cô chú anh chị. Chiều cao em đo được là 47. Còn thân cái củ này ngay chân chỗ này là nó 62. Tổng này 144. Mã số 11 giao lưu của chú anh chị là 4 triệu ạ. Chót ngọn ha, có chi một chi phong sẵn. Giờ mình bắt ra mình chơi lẻ của chú anh chị. Cây già khàng lên nu ha. Rồi em chấm xin phép đổi cây luôn ạ. Kế tiếp là mã số 12, một cây mai chiếu thủy da xanh. Ngày nữa về quýnh dáng hòn của chú anh chị. Nhiều cái núi của chú anh chị. Mình mua giá nới thì mình báo giá nới của chú anh chị. Chiều cam đo được là 50. Tổng cụm này là hết thước dây nha của chú anh chị. Đó, nó tầm khoảng 140-150 nha. Về mình gáp tháp này nọ thôi cho mình chơi. Rễ không một hôm hư hết ha. Cái này từ từ nó khến với nhau nhìn nó ghê lắm. Em đo trên này cho cô chú anh chị mình tham khảo. Trên này em đo được là 30. Mã số 12 giao lưu cô chú anh chị là 2 triệu 200 ngàn. À, cái này ship đi cũng có 400-500 ngàn hay cô chú anh chị. Để rồi em cháu xin phép đổi cây luôn ạ. Mã số 13. Mong là chiếc này có duyên cho nó đi giùm em cái. Dạ, đây em ra được là 100 đúng luôn ạ. Tháng này là 54. Đó, 54. Hoành thân, trên này em đo được 32. Tổng cục đế này em đo được 122. Giao lưu của chú anh chị mã số 13 giá 5 triệu ạ. Dạ rồi, em cháu mình xin phép đổi cây ạ. Mã số 14 ạ. Em mang sạch sẽ gì cho cô chú anh chị mình dễ tham khảo.
Giá này là giá bán lời meo đang thu hồi vốn của chú anh chị. Hên cục cặn cành không. Chiều cao em đo được 100 luôn ạ. Mấy cái này của chú anh chị nhìn ngoài đẹp lắm. Dạ là 85 ạ. Cái nồi đế cái này khủng khiếp lắm của chú anh chị. 150 nè. Nhưng mà nhìn nó hì hòm lắm. Nó già mấy cái này sang này nó lên san hô của chú anh chị nhìn nó ghê lắm. Thẹo thì nó gần liền thẹo hết rồi. Không còn thẹo dít gì nhiều của chú anh chị. Còn cô chú anh chị coi được ủng hộ cho em cháu mình nè. Em cháu mình có động lực làm những video tiếp theo nhé. Dạ, ngay đây là 38 ạ. Cái ngọn ở trên bằng ngón giò cái em à. Đã liền thẹo hết hay cô chú anh chị. Mã số 14 xin giao lưu với cô chú anh chị là 7.500.000 ạ. Cây này đóng cái thùng không cả triệu hết cô chú anh chị. Đó. Ok hết cô chú anh chị. Để rồi em cháu mình xin phép đổi cây luôn ạ. Tiếp nha, tiếp anh. Mã số 15 ạ. Mã số 15 này là cái cây này nó già quá, già nó sam đá hay cô chú anh chị. Ở trên nó sam đá. Này em chắc keo lại sao hả cô chú anh chị. Sau này chỗ này nó cuốn vô hết rồi. Cô chú anh chị yên tâm nha. Đó, những cây này nằm chậu mấy chục năm trời hả cô chú anh chị. Chiều cao em đo được là 135. Tán ngang em đo được là 83. Quần thân ở đây em đo được là 44. Tổng đế này em đo được 125. Tại vì nó múa nè cô chú anh chị. Nó chỉ bị lỗi là cái là cho nó có chút xíu thôi. Mình nuôi thời gian dài á, mình lên chậu nó khằn cái cây lại nhìn nó ghê lắm. Mấy cái này thì tuổi đời nó khá cao rồi cô chú anh chị. Mấy hàng này nó thuộc về hàng cổ, hàng xưa đó cô chú anh chị. Dạ mã số 10. Lâm này xin giao lưu của chú anh chị là 8 triệu ạ. Dạ rồi em cháu xin phép đổi cây luôn ạ. Cái này của chú anh chị mình bắt con này về giùm em đi. Con kỳ lăng của chú anh chị. Đứng cái chòm của chú anh chị ha. Đó. Nếu mà mình muốn chơi cho nó gõ nét nó mình gan mình về mình nạo. Hồi đó nó là con thú nó lớn lên nó hơi phá thế của chú anh chị. Mình về mình trồng mình lắp ngay đây thì nó gõ gần hơn. Mã số 16 ạ. Dạ rồi em xin thông số ạ. Cái này bầu ghim của chú anh chị nó nặng lắm. Dạ chiều cao em đo được là 54. Còn thân ở đây em đo được là 48 mà. Này em có cái mình. Cái mình đó, em đo được là 11 phân ạ. À. Từ giò trước bỏ tới giò sau là 35. Có cái đuôi. Mai chú thủy da đen lá lớn. Xin giao lưu của chú anh chị là 4.500.000 ạ. Dạ rồi em cháu mình xin phép đổi cây luôn ạ. Chứ này em cắt xuống chỗ này mà cô chú anh chị mình không mua nữa em để em trồng luôn chứ em cắt một con biết em chịu hết nổi rồi cô chú anh chị ạ. Cây này em mà giao lưu được em rút chậu hay cô chú anh chị. Rồi. À, em nhấp từ con riết à. Cái này thì cái nguyệt quế
hình như là ba bốn clip gì rồi đó cô chú anh chị, ba bốn clip rồi chưa có ai hợp nhãn cho nên em tán lùng xuống kiểu này luôn ha. Thì cái cũ thì mình cũng biết cái thông số nó là 107 ha cô chú anh chị. Đấy thì đấy rất là VIP luôn. Nó có sẵn chân rồi, về mình để mấy này lớn mình đạp ra thôi cô chú anh chị. Chiều cao em đo được là 35. Cái này alo đi là có ăn thua à cô chú anh chị. Quần em đo được là 45. Mã số 17. Chiếc này nào mà không ra nữa là em nhổ ra ngoài em dầm trên mô luôn cô chú anh chị. Cho em nuôi cho nó mau luôn. Hì hòm lắm, cây này cô chú anh chị mình nhìn ở ngoài nó hì hòm lắm. Xin giao lưu cô chú anh chị là 4 triệu rút chậu nha cô chú anh chị, đóng thùng mớp cho cô chú anh chị luôn. Mã số 17, nguyệt quế lá sắn hoa chùm. Em cháu mình xin phép đổi cây luôn ạ. Ba bánh luôn. Rồi. Rồi. Còn hai cái cuối clip này. Rồi được rồi, nó dướng. Nó dướng cái bao dưới. Ừ. Ấy đi nữa gì làm lại sao. Dạ mã số 18 và 19 là ăn cặp giống nhau cô chú anh chị. 18 chứ này em quay 19 cây cô chú anh chị, 19 mã số 19. Rồi đây là mã số 18 ha. Mã số 18 à, lúc bữa hổm chưa cắt cái mà mấy cái mầm á là người ta mua mất tiêu rồi cô chú anh chị. Em cắt mầm rồi ông chú đó ông vô sao. Không nói tiếc quá mà lỡ cắt rồi biết sao vậy cô chú anh chị. Em xin thông số á, này sau này mình chơi cái phong cách lạ ha. Hoành là 45 cô chú anh chị. Cây hôm nay đâm chầu sống khỏe hết rồi. Chiều cao em đo được 105. Tổng đế này 160 đi cô chú anh chị. Tới rồi, mưa tới rồi cô chú anh chị. Dạ mã số 18 này xin giao lưu cô chú anh chị với cái giá là 4 triệu ạ. À. Chiếc này thử coi ảnh đi không. Bán giá này là cũng như là giá hù hồi giống là ship tính ra là lỗ luôn đó cô chú anh chị. Mã số 18 giao lưu cô chú anh chị giá 4 triệu. Rồi xin phép đổi cây luôn ạ. À. Rồi bỏ đại đi, bỏ đại đi. Lên luôn. Mã số 19 ạ. Mã số 19 này là cũng là mai chú thủy da đen lá lớn luôn ạ. À. Là cây cuối clip hết cô chú anh chị. Chiều cao em đo được là 102. Quanh thân. Ngay đây em đo được là 42. Củ đặc trên này em đo được là 109. Tổng dòng đế nó 150 hay cô chú anh chị. Thì cái độ nuôi cái độ già cốt cành nó thì cô chú anh chị mình yên tâm ha. Cũng giao lưu cô chú anh chị mã số 19 là 4 triệu luôn. Em mong cho nó đi cho rồi. Dạ rồi, cũng là cây cuối clip. Chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị đã ủng hộ em cháu cũng như ủng hộ kênh trong thời gian vừa qua. Cô chú anh chị mình coi clip có ưng ý cây nào đó thì liên hệ với em. Dạ em cháu mình xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo ạ. À.